chào toàn thể anh em đã đồng hành dùng với kênh Máy Thị Nhật nha. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình từ trước tới giờ, đóng góp ý kiến và chia sẻ với mình. Những anh em gắn bó nhiều năm. Đây trước mặt anh em là một em Yanma 6CH S105 mã lực nha, bê tông 1 tấc 5, 2500 tua, hộp số 3 tua 5 nha. Máy zin trả lấy Z, mặc dù có tóc sơn về bãi chỗ nhưng mà nhập về Việt Nam sao để trang vậy thôi, chứ chưa qua sơn cút dàn viết gì hết. Anh em quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới, còn muốn xem máy trực tiếp thì liên hệ 0909 777 611. Đây là cơ sở 688 Sạch Kinh Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Số giờ nhẹ nhàng nha, hộp số hôm nay là 3 tua 5, di học tới thì đều nhẹ nhàng hết. Đặc biệt là hơi rất chuẩn nha, máy sạch nè, hơi trắng nè.